Lời đầu tiên cho em gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể quý vị và các bạn, và hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một mẫu model DAC cao cấp đến từ Nhật Bản với thương hiệu là Marang HD Dark 1. Chiếc đầu Marang HD Dark 1 này máy về trong tình trạng là đẹp tới 98 và 99% đẹp như mới và được sản xuất vào năm 2016. Máy sử dụng điện hàng Nhật nội địa là điện 100V. Máy về trong tình trạng là full thùng xốp, máy và thùng là trùng seri. Máy HD Dark 1 này có size chiều ngang là tầm 25cm và được trang bị một mặt phay nhôm vàng gold và hai bên hồi nhựa sơn bóng Pialo, nhìn rất đẹp và sang trọng. Chiếc máy là rất nặng nhé, bản thân con máy này nặng là tầm 6,5kg. Thì bây giờ em sẽ quay qua cái hình thức để cho các bác xem chiếc đầu DAC. Đấy. Rất đẹp nhá. Đây là lỗ USB này, lỗ cắm phone này, volume này. Con này nó có một cái hay là cái volume của nó các bác không cần phải kích hoạt như là cái mẫu model LA606, mà bên trong cái bản thân cái volume nó có một cái motor rồi, các bác xoay đây cũng được. Hoặc trên điều khiển đây các bác ấn nút volume lên xuống thì nó tự động nó sẽ xoay. Tí nữa em sẽ cắm điện em sẽ test cho các bác. Và một cái nút input bên này. Đấy, nhìn rất đẹp, màn hình chính ở giữa. Mẫu model DAC HD Dark 1 này chạy con chip giải mã CS4398, một trong những con IC làm trong rất nhiều những model DAC khủng của Marang. Ví dụ như cái model cao cấp nhất DAC đó là LA11S1. Và cái model nữa là một cái model LA8005. Và qua đó thì nó còn rất nhiều nằm trong cái model CD cao cấp của hãng. Đây, trên thùng của nó đây thì nó có ghi. Nó chạy mạch HDMSA2 này, mạch âm thanh đời mới này. Và chip CS4398. Chiếc đầu này thì máy nó về trong tình trạng là máy và thùng là trùng seri. Thì cái đuôi số của nó là 3 con 0613. Đấy, 3 con 0613 và sản xuất năm 2016 này, điện 100V, 50/60Hz, 35W. Và chiếc này nó sử dụng hai đường quang vào này, dành cho các bác kết nối với hai tivi. Một đường đồng trục thì các bác có thể kết nối với đầu CD có xuất âm đường đồng trục Casio, và một đường máy tính. Cái đường máy tính USB DAC này thì cái đường này nó sẽ giải mã DSD từ 2.8 đến 5.6 MHz nhé, dòng DSD cao cấp. Và chiếc HD Dark 1 này thì nó lại thêm một đường audio DIN in AUX này. Đấy, nó dùng cái jack 3.5, rất tiện cho các bác có thể kết nối với thiết bị ngoài. Nhưng mà thực ra thì cái đường này thì nó không giải mã và cũng không cần thiết, bởi vì con này nó có rất nhiều đường chơi rồi. Cũng không cần thiết phải dùng đến cái đường này. Đấy là em nói thật. Thì cái đường phần cổng xuất âm thì nó xuất một đường Fischl là cái đường âm thanh mặc định ra từ đầu như thế nào ra. Và một cái đường Vibe, nếu các bác cắm đường Vibe này thì các bác chỉnh được volume tự động. Đấy. Thì hai cái đường này ra cùng một nút các bác nhé. Các bác có thể dành cho các bác dùng hai âm ni. Đấy, rất tiện luôn. Đấy. Máy rất đẹp. Thì cái video trước thì em đã làm cái video là khui thùng thì nó đầy đủ phụ kiện. Nó gồm có sách này, hai quyển sách hướng dẫn này, chiếc điều khiển zin đi theo đầu. Mã của nó RC001HD này. Đấy. Thì bây giờ em sẽ cắm điện vào, em sẽ bắt đầu test những chức năng cơ bản nhất của chiếc đầu DAC HD Dark 1 này cho các bác xem. Thưởng thức chất âm của em nó như thế nào. Đấy. Thì cái đường quang này thì các bác lưu ý này. Cái con này thì đường quang là cắm ngửa nhá. Đây em cắm vào quang số 1 này. Rồi, AV. AV thì em sẽ cắm luôn cái đường Vibe đi để tí em sẽ test cái phần volume của nó. Đấy thì có một còn một đường nữa các bác có thể dùng cho âm ni karaoke cũng được. Đấy, rất tiện. Đấy. Đấy, đây là volume input này, nó hiện 48k này. Hoặc trên chiếc điều khiển thì nó có đầy đủ các phím volume như DAC này, USB DAC AUX này. Đấy.
Bây giờ em sẽ bật từ tivi lên. Em sẽ bật âm đi. Đấy. Hiện tại thì volume rất nhỏ nhá. Thấy không? Đó. Đây, trên chiếc điều khiển này, ấn nút nút lên này, nút volume tăng này. Đó. Các bác nhìn này, nó đang tự động nó lên này. Thì bây giờ em sẽ chuyển sang cái chức năng là USB đây. iPod USB này. Thì để sử dụng cái USB này thì bây giờ nó sẽ hiện các file bài hát như này, thì các bác sẽ dùng bốn cái phím điều hướng này, lên xuống trái phải Enter. Đấy. Đây là cũng hiện tất cả các folder, và cái USB này em cũng đã có full nhạc 32GB nhạc chất lượng cao rồi. Đấy, các bác mua đầu em sẽ tặng bác để về các bác sử dụng luôn. Hát này. Đấy, cho to lên này. Má nàng ngọc thơm mùi thơm luôn ơi.
sẽ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi. Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lên. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi gần buồn. Anh rót cho khéo nhé, kéo lầm vào nhà. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có sàn thiên lý, có người tôi thương. Đấy thì cái chức năng đọc USB là cũng ok rồi nhá. Bây giờ em sẽ rút ra này, em sẽ hướng dẫn để sử dụng cái chức năng iPod USB. Đây, các bác sẽ cắm một cái đầu dây sạc vào đây. Và trên chiếc điện thoại iPhone, các bác cắm vào đây cho em. Cắm vào chỗ chân sạc nhé. Thì khi các bác có thể, đây, nó ra hiện rồi nhé. Direct iPod này. Đấy, thì các bác có thể cắm iPhone cũng được. Hay iPod cũng được, hay iPad cũng được. Đầy đủ hết. Đây, em vào phần nhạc thử này. Một cõi tình file này. Đấy. Những cái chức năng cơ bản nhất của một chiếc đầu DAC em cũng đã test là cực kỳ ok rồi nhá. Thì chiếc đầu Marantz HD Đăng 1 này em sẽ bán với mức giá là 15.500.000 đồng, sẽ tặng các bác một sợi dây quang dài 1,5m và một chiếc USB 32GB. Em đã có full nhạc. Máy của nó thì về nguyên thùng, nó gồm có phụ kiện là sách hiển dây nguồn. Đấy, thì máy bán ra em sẽ bảo hành cho các bác 3 tháng. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại trên là 0966723489 và cũng là cái số Zalo của em. Và một lần nữa em cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và đã ủng hộ hàng hóa trong suốt thời gian qua bên em. Em xin chân thành cảm ơn.